Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin hôm nay. Tiến tới hội nghị Trung ương 5, Tô Lâm tô thịt bò dát vàng, vì sao lặn mất tăm? Những ngày gần đây, Bộ Công an Việt Nam đang thụ lý những vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ trong vòng nửa tháng mà Bộ Công an đã bắt toàn những nhân vật lớn trong giới kinh doanh tại Việt Nam. Ban đầu là bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam. Tiếp đến là ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FEC. Tiếp theo là ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàn Minh. Đấy là những người đứng đầu các doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Ngoài ba nhân vật đó, Bộ Công an còn bắt hàng loạt người dưới quyền của ba nhân vật này. Phải nói rằng công việc của Bộ Công an chưa bao giờ nhiều như thế này. Tuy nhiên, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thì gần như lặn mất tăm, không thấy hình bóng gì trên phương tiện truyền thông đại chúng. Đây không phải là điều bình thường. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm. Sắp tới là hội nghị Trung ương lần thứ 5, một hội nghị được cho là sẽ có sự sắp xếp quyền lực. Ngay cả vị trí Tổng Bí thư cũng có thể thay thế. Nếu ông Tô Lâm muốn lấy điểm cho bản thân trước hội nghị Trung ương 5, thì ông cần phải xuất hiện nhiều hơn trên các báo chí truyền thông. Tuy nhiên, qua những vụ án lớn như vậy, người ta chỉ thấy ông Trung tướng Tô Ân Sô là người tránh văn phòng của Bộ Công an, người phát ngôn của bộ này xuất hiện mà thôi. Đây là điều mà rất nhiều người đang đặt câu hỏi. Ông Tô Lâm được biết không phải là một bộ trưởng khôn ngoan khi xảy ra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức đã gây tác hại rất lớn. Tuy nhiên, ông bộ trưởng này lại là cánh tay đắc lực giúp ông Nguyễn Phú Trọng thực hiện được những vụ án rất khó, mà cụ thể nhất là ông ta dám cho người sang tận Berlin bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh về để giúp ông Nguyễn Phú Trọng phanh phui đại án liên quan đến ông Đinh La Thăng. Với người như vậy nên dù có rất nhiều tai tiếng, ông Tô Lâm khó mà bị kỷ luật được. Không phải ngẫu nhiên mà ông Tô Lâm trúng cử vào Bộ Chính trị đến hai nhiệm kỳ như vậy. Tô Ân Sô xuất hiện thay Tô Lâm, đấy là câu hỏi và dư luận cũng đặt ra. Những ngày gần đây, Tô Ân Sô thường xuất hiện trên mặt báo, cụ thể là vào ngày 4 tháng 4. Ông Sô xuất hiện trên báo về vụ án Nguyễn Phương Hằng, kit xét nghiệm, cục lãnh sự. Tại cuộc họp báo chính phủ, ông Tô Ân Sô đã phát biểu rằng, đối với nhân vật Nguyễn Phương Hằng, có lẽ hơn một năm nay, báo chí, dư luận xã hội, cộng đồng mạng sôi sục bàn tán về vụ việc. Vào ngày 24 tháng 3 vừa qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, được quy định tại điều số 331 của Bộ luật Hình sự Việt Nam. Đến nay, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc và sớm đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Ông Tô Ân Sô đã phát biểu như vậy. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là vụ bà Nguyễn Phương Hằng do Công an Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ án chứ không phải là Bộ Công an Việt Nam. Tuy nhiên, ông Tô Ân Sô lại tỏ ra rất sốt sắng trong những vụ án mà cơ quan ông không phải là nơi thụ lý hồ sơ đó. Điều này chứng tỏ ông Tô Ân Sô làm hình ảnh trước truyền thông hơn là những chỉ đạo mang tính quan trọng. Chưa hết, vào ngày 5 tháng 4, ông Tô Ân Sô lại xuất hiện trên báo Tiền Phong. Lần này, ông nói về việc vụ khởi tố bắt tạm giam bà Trịnh Thị Thúy Nga là em gái ông Trịnh Văn Quyết để điều tra hành vi giúp sức cho Chủ tịch Tập đoàn FEC Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán. Đây là hình ảnh ông Tô Ân Sô, Trung tướng, tránh văn phòng của Bộ Công an Việt Nam. Hình ảnh ông Tô Ân Sô có mặt liên tục trên truyền thông cho thấy ông này như là nhân tố đang lên trong Bộ Công an. Tuy nhiên, điều người ta đặt câu hỏi là tại sao ông Tô Lâm lại trở nên im hơi lặng tiếng đến như vậy? Phải chăng ông ta đang có vấn đề gì hay sao? Trước thềm hội nghị Trung ương thứ 5, ông Tô Lâm cần phải tả xung hữu đột, chỉ huy những trận đánh các vụ án lớn và lên báo khoe khoang thành tích là lấy lợi thế. Nhưng tại sao ông không làm như vậy? Đó là câu hỏi rất lớn. Và liệu ông Tô Lâm có đang bị thất sủng và chuẩn bị người khác thay thế hay không? Cho đến bây giờ thì có thể thấy Tô Lâm là một con người không khôn ngoan về mặt chính trị, nhưng rất hữu ích cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Con người ông Nguyễn Phú Trọng thì lại không thích những con người tài tiếng làm hại đến tên tuổi của ông. Nhưng rất khó đoán số phận của ông Tô Lâm sẽ ra sao trong thời gian tới. Đây là hình ảnh
rất đáng xấu hổ của ông Tô Lâm đã lan tỏa trên toàn cầu. Từ ngày ăn thịt bò rắt vàng đầy tai tiếng vào năm ngoái, dường như hình ảnh Tô Lâm ít xuất hiện trên mặt báo hơn. Thực tế, dù có xuất hiện đánh bóng tên tuổi thế nào, cũng khó mà cột sửa được sự ê chề khi một quan chức của bộ dùng tiền thuế của dân để ăn uống xa xỉ đến như thế. Hình ảnh ấy lại ảnh hưởng rất xấu đến sự nghiệp chính trị của ông ta. Nếu nói về nhiệm kỳ của ông Tô Ân Sô là những vụ bắt bớ bất chấp, là một thuộc hạ hữu ích cho Nguyễn Phú Trọng, thì nhiệm kỳ 2 của ông Bộ trưởng Bộ Công an là một chuỗi hành động rất phản cảm. Vì vậy, việc né tránh phương tiện truyền thông là cần thiết. Và tương lai, ông Tô Lâm chắc là tiện không xa, cùng lắm là hết nhiệm kỳ này, bởi vì nhiệm vụ hỗ trợ đốt lò cho ông Trọng cùng lắm kéo dài đến hết năm 2026 là hết. Vì thế, vai trò của Tô Lâm trên chính trường ngày một mờ nhạt và phần còn lại là những ngôi sao mới đang lên. Bây giờ thì còn quá sớm, tuy nhiên Tô Ân Sô đang rất muốn thể hiện. Và liệu Tô Lâm có thất sủng hay không là một vấn đề, tuy nhiên việc ông Bộ trưởng ít xuất hiện trước báo chí cũng đặt cho nhiều người mối nghi ngờ. Để xác định được thực sự thất sủng hay không thì cần thêm thời gian sẽ rõ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin thái độ của Việt Nam bị dư luận chỉ trích khi Liên Hợp Quốc khai trừ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Dư luận cho rằng Việt Nam đã chọn phe sai khi bỏ phiếu chống lại quyết định loại bỏ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thậm chí một chuyên gia có uy tín cho rằng Việt Nam đã tự bắn vào chân mình. Với lá phiếu này, Việt Nam đã tự làm khó mình trong việc kêu gọi sự ủng hộ từ các nước phương Tây khi Việt Nam có chuyện. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc vì các báo cáo về những vi phạm xâm hại nhân quyền trầm trọng và có hệ thống, gây ra bởi quân đội Nga xâm lược Ukraine mà người đứng đầu là ông Tổng thống Nga Putin. Đây là hình ảnh kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cho thấy Nga bị tước bỏ tư cách thành viên khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam lại bỏ phiếu chống lại quyết định này. Nỗ lực do Mỹ dẫn đầu được 93 nước biểu quyết ủng hộ, trong khi 24 nước chống và 58 nước bỏ phiếu trắng. Số phiếu thuận đã vượt quá mức 2/3 cần thiết để biểu quyết trong Đại hội đồng 193 thành viên ở New York để loại bỏ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền gồm 47 thành viên có trụ sở tại Geneva. Việt Nam cùng với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên nằm trong số 24 nước bỏ phiếu chống lại nghị quyết này. Hãng tin AP nhận định đây là động thái hiếm thấy, nếu không muốn nói là chưa từng có, với một trong năm thành viên có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Libya bị đình chỉ vào năm 2011 vì bạo lực nhắm vào những nơi biểu tình gây ra bởi các lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo khi đó là ông Gaddafi. Đại sứ Mỹ Linda gọi cuộc biểu bầu quyết là một khoảnh khắc lịch sử. Đại sứ Thomas cũng đã phát động chiến dịch đình chỉ Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc khi các video với hình ảnh về thị trấn Bukha, ngoại ô ở thủ đô Kiev của Ukraine được lan truyền sau khi có các lực lượng Nga rút đi khỏi đây. Cho rằng Việt Nam đang tự làm khó mình trước quốc tế. Facebook thương hổ thì bình luận như sau: đã không có dân chủ, nhân quyền lại muốn kiếm ghế trong Hội đồng Nhân quyền. Muốn thể hiện mình có nhân quyền lại đi phe với thằng vi phạm nhân quyền. Rồi đây, trong quan hệ với các nước lớn, họ cứ lôi vấn đề nhân quyền ra nói mãi là thấy mệt rồi. Lần này, Cộng sản Việt Nam lại tự làm khó mình. Đây là hình ảnh sau vụ giết hại thường dân của quân đội Nga ở Bukha gần thủ đô Kiev, Tổng thống Ukraine Zelensky tới Bukha và nói những gì đã xảy ra ở đó là tội diệt chủng. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, giáo sư Thayen từ trường đại học tại Úc cho biết quan điểm của ông về sự kiện này như sau: tôi có thể nói rằng Việt Nam đã tự bắn vào chân của mình. Việt Nam vẫn luôn tự hào với vị thế của mình trên trường quốc tế, vì là một nhân tố quan trọng, nhưng nay bất cứ quốc gia nào phản đối hành vi của Nga thì cũng sẽ không ủng hộ Việt Nam. Việt Nam đã từng rất thành công trong việc được bầu làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an 2 lần và được khối các nước châu Á đồng thuận ủng hộ. Nhưng bây giờ thì e rằng sự thuận lợi
sẽ không còn nữa. Và nếu Việt Nam tiếp tục có những lá phiếu như lần này thì họ sẽ mất thêm sự ủng hộ, bởi vì Hoa Kỳ và toàn bộ thế giới phương Tây chắc chắn sẽ không hài lòng và họ sẽ ủng hộ nước khác thay vì Việt Nam. Hay nói cách khác, tại sao họ phải ủng hộ Việt Nam khi Việt Nam đứng về phe Nga là phe diệt chủng? Đây là hình ảnh phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc sau khi có kết quả bỏ phiếu đình chỉ tư cách thành viên của Nga tại Hội đồng Nhân quyền vào ngày 7 tháng 4. Cho rằng Việt Nam sợ tạo ra tiền lệ và chính mình sẽ rơi vào hoàn cảnh của Nga sau này. Tuy nhiên, môi trường quốc tế hiện nay đang khiến Việt Nam không thể tiếp tục đường lối ngoại giao đu dây nữa, vì sự chia rẽ giữa các nước lớn đang ngày càng trở nên sâu sắc. Giáo sư Thayen nói tiếp như sau: "Tôi cho rằng trong hoàn cảnh này thì không lãnh đạo cấp cao nào của Việt Nam có thể thực hiện một chuyến đi đến châu Âu, dù là vì vấn đề thương mại hay gì đi nữa, bởi vì chuyện này sẽ được lôi ra, nếu không bởi một thành viên của Nghị viện châu Âu thì cũng bởi một nước nào đó." Với hành động lần này của Việt Nam đã khiến mình bị sơ hở rất nghiêm trọng. Và quan điểm của tôi là trong những năm sắp tới thì nước Nga sẽ không bao giờ có thể đóng vai trò gì đáng kể đối với Việt Nam. Ngày nào mà Putin còn nắm quyền thì Nga sẽ còn suy yếu về mặt kinh tế và bị cô lập. Nước này giờ đây giống như chất độc phóng xạ, nếu ta chạm vào thì sẽ bị bệnh. Và đây sẽ là vấn đề rất lớn vì Việt Nam với Nga có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Còn từ Texas, Hoa Kỳ, giáo sư Nguyễn Chính Kết thì đưa ra bình luận trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như sau: "Nếu trước một tội ác tày trời như của Nga đối với Ukraine mà Việt Nam không dám lên tiếng phản đối, lại chống lại việc loại bỏ ra Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, thì các quốc gia khác trên thế giới sẽ tiếp tục không thể tin tưởng vào tương lương tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà nước Cộng sản Việt Nam coi như bị lệ thuộc vào Nga và Trung Quốc rất nhiều, cho nên không dám làm những gì mà ngược lại ý kiến của Nga và Trung Quốc. Các nước khác sẽ nhìn thấy Việt Nam giống như là một chư hầu của Trung Quốc hay của Nga vậy thôi." Đây là hình ảnh Việt Nam đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA với Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, không lãnh đạo cấp cao nào của Việt Nam có thể thực hiện một chuyến đi đến châu Âu, dù là vì vấn đề thương mại hay gì đi nữa, bởi vì chuyện này sẽ được lôi ra, theo giáo sư Thayen chia sẻ. Phát biểu trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, nhà báo Nguyễn Lân Thắng ở Hà Nội cho biết ông không ngạc nhiên trước việc bỏ phiếu chống của Việt Nam. Nhà bình luận này nói tiếp: "Bởi vì Việt Nam đang ở cái thế mà buộc phải chọn phe, cả một hệ tư tưởng và rất nhiều vấn đề ngoại giao, chính trị, kinh tế, quân sự, họ phụ thuộc vào các nước đồng minh như Nga, Trung Quốc. Cho nên, khi vào tình huống mà họ không đu dây được nữa thì họ buộc phải chọn phe. Tuy nhiên, việc này sẽ gây ra khó khăn rất lớn cho đất nước Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Và cuộc chiến xâm lược của Nga và Ukraine là rất phi nghĩa và rất nhiều nước trên thế giới đã phản đối cuộc xâm lược này. Trong thời điểm này mà chọn phe như vậy thì chắc chắn rằng trong tương lai các giao thương ngoại giao của Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vì Việt Nam không chỉ dựa vào phe đồng minh mà nhờ vào rất nhiều các mối quan hệ khác với các nước văn minh. Và khi mà lãnh đạo đất nước chọn phe ngược với nhân dân thì đất nước sẽ lầm than." Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng nhận định. Dư luận quốc tế vừa qua cũng đã có một cơn địa chấn sau vụ giết hại thường dân của quân đội Nga ở Bukha gần thủ đô Kiev. Nhiều quốc gia đã cáo buộc Nga gây ra tội ác chiến tranh. Một số ý kiến cho rằng Moscow đã vi phạm và phạm vào tội diệt chủng. Thủ tướng Ba Lan Matthias cho rằng các vụ sát hại thường dân ở Bukha và các thị trấn khác gần thủ đô Kiev phải được gọi là hành động diệt chủng. Và rất nhiều lãnh đạo các nước trên thế giới đồng loạt lên án Nga về hành động này. Thủ tướng Anh Boris Johnson thì nói các cuộc tấn công nhằm vào dân thường ở Bukha không khác nào diệt chủng.